Cũng trong ngày hôm qua 18 tháng 2, thì Công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắc đã quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Mai Toàn, chú tại xã Ea To, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắc để điều tra về tội mua bán hàng cấm. Trước đó vào đêm ngày 5 tháng 2, sau một thời gian theo dõi, đội cảnh sát kinh tế công an huyện Ea Leo phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Ea Leo, huyện Ea Leo đã dùng chiếc ô tô bán tải chạy hướng Gia Lai đi Đắk Lắc để kiểm tra. Trên xe, tổ công tác phát hiện có 12 bao tải và 3 thùng cắt tông bên trong chứa trên 2,3 tạ pháo nổ các loại. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ tài xế Trần Mai Toàn. Khám xét trên người Toàn, lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng và 4 viên đạn. Bước đầu, Toàn khai nhận do nợ nần tiền bạc trong làm ăn nên đã thuê xe ô tô đi sang cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, mua số pháo trên với giá là 115 triệu đồng về Đắk Lắc bán lại kiếm lời. Còn khẩu súng thì Toàn mua ở cửa khẩu Lệ Thanh với giá 20 triệu đồng. Hiện khẩu súng đang được công an huyện Ea Leo đưa đi giám định để có cơ sở xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.